Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiến dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa. Thời gian qua thăm oai hùng, nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen huyết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiên ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang nơi, vui thấy bao quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắt son hào khí Việt sáng ngời.
Chị Năm Quan Họ trân trọng dành tặng quý vị chúng ta cùng thưởng thức.
chơi đứa hát của người quan họ thì có rất nhiều những hình thức hát như hát chúc, hát mừng, hát canh, hát thờ và hát hội. Thưa quý vị, nổi bật trong những lối hát đó chính là loại hình nghệ thuật hát đối đáp. Khi các liền anh quan họ chúng em ca lên rằng: đêm qua ngồi tựa màn thuyền, trăng in mặt nước càng nhìn non nước càng xinh, nhát trống sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoảy lái rượu bình giải trí trong khoang. Thì các liệt chỉ quan họ lại đối đáp lại rằng: đêm qua em ngồi tựa sông đào, hỏi người tri kỷ ra vào có thấy vấn vương, năm canh gió lạnh đông trường, nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường em để đó đợi ai. Tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ Hải Anh, trân trọng dành tặng quý vị với câu hát ngồi tựa sông đào, dân ca quan họ Bắc Ninh, lời cổ.
lẻ loi chim nhạn sầu oanh, để ai thơ thần năm canh đời chờ, thương ai biết đến bao giờ họp mặt, bao giờ sánh đôi. Câu hát từ vùng tương ngộ dân ca quan họ Bắc Ninh, lời cổ xin được trân trọng dành tặng quý vị cùng thưởng thức qua phần biểu diễn của anh hai, chị hai quan họ dành tặng quý vị. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Đức Thuận và nghệ sĩ Phương Mai.
Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, trân trọng dành tặng quý vị chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, bài hát Tình yêu trên dòng sông Quan Họ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Tuyền. Trân trọng dành tặng quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
chương trình ngay sau đây. Trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nghe một tiết mục Thế giới hát về người, sáng tác nhạc sĩ Đoàn Bồng, qua phần biểu diễn của hai bố con, đó chính là ông Nguyễn Quốc An, Chủ tịch Hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam ngày nay. Xin được trân trọng kính mời chú ạ. Bác ơi, ông không có, ông là một năm sau, một con người, đứa con cháu sinh đến trong chung quanh, nhìn cho môi ạ.
Thank you.
nồng nhiệt chào đón các vị khách quý. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm sự kiện nhà hàng Dolphin trong chương trình gala về miền quan họ năm 2024 ra mắt một câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay. Một lần đầu tiên cho phép MC Đức Thuận xin được thay mặt ban tổ chức chương trình xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn trân trọng và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và cũng xin được trân trọng gửi tới lời chào của người quan họ Bắc Ninh hôm nay sum họp chúc mang tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bề như sinh một nhà. Kính thưa toàn thể quý vị, xuân Giáp Thìn là mùa xuân vô cùng đặc biệt với tất cả quý vị chúng ta ngồi đây. Không khí của mùa xuân đang tràn về trong từng căn nhà khắp phố và đang len lỏi trong tâm hồn của mỗi người. Và năm nay kỷ niệm 60 năm cuộc đời, kỷ niệm thập lục hoa xuân, sự hiện diện của quý vị trong căn phòng này trở nên đầm ấm và chân tình. Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt, là cội nguồn của dân tộc và văn hóa Việt Nam, quê hương của Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương, nơi phát tích vương triều nhà Lý. Đây cũng là nơi hội tụ của những kho tàng văn hóa dân gian với nhiều công trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc và những làn điệu dân ca quan họ trữ tình đậm thắm làm say đắm lòng người. Đến với Bắc Ninh là đến với con người yêu nước thượng võ, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo ra nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu và đặc sắc. Được sự nhất trí của Hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 Việt Nam, được sự đồng sức đồng lòng của các thành viên trong câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2024 tại trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Dolphin thành phố Bắc Ninh, câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức chương trình gala với chủ đề về miền quan họ và ra mắt câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh. Về dự với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đại biểu khách quý. Đại biểu Hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 Việt Nam xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Quốc An, Chủ tịch Hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng bà Quỳnh Thơ, Phó Chủ tịch Hội. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của bà Lan Ngô, Phó Chủ tịch Hội. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng bà Hà Lê, Phó Chủ tịch Hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 Việt Nam. Xin lỗi, vâng, ông Hà Lê. Vâng, xin lỗi quý vị. Và đề nghị quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn sự hiện diện của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Dòng Vàng Việt Nam 1904. Ông bà là quản trị viên, hội viên, đại diện câu lạc bộ Dòng Vàng các tỉnh thành phố Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Đề nghị quý vị ta cùng thành tặng những tràng vỗ tay lớn để cùng nhiệt liệt chào mừng. Về phía câu lạc bộ Dòng Vàng tỉnh Bắc Ninh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Hiện, quản trị viên câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh. Cùng sự có mặt của các quản trị viên cũng như các hội viên của câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh, đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây cho phép MC Hí Trình xin được thông qua chương trình làm việc của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đầu tiên đó là phần văn nghệ chào mừng do các nghệ sĩ, các nghệ sĩ của quê hương quan họ Bắc Ninh trân trọng gửi quý vị với những làn điệu dân ca quan họ. Và phần thứ hai đó là phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Phần thứ ba đó là các đoàn sẽ lên tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với ban tổ chức, cùng với câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1904 tỉnh Bắc Ninh. Phần thứ tư đó là quản trị viên câu lạc bộ Dòng Vàng tỉnh Bắc Ninh sẽ đến báo cáo hoạt động của câu lạc bộ
phần thứ 5 đó, đại diện của Hội Rồng Vàng Việt Nam sẽ lên công bố và trao quyết định thành lập câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Phần thứ 6 đó là những lời phát biểu chúc mừng của Chủ tịch Hội. Tiếp sau đó thì câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh sẽ có lời đáp từ và cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và một phần đặc biệt đó là chúng ta sẽ cùng chào đón ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Dù rằng đã qua là ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón chúc mừng các chị là hội viên nữ của Rồng Vàng Việt Nam Giáp Thìn 1964 ngày hôm nay. Thì ban tổ chức có tặng hoa và tri ân tới những người phụ nữ một nửa thế giới xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo đó là phần mời tiệc giao lưu, và chúng ta sẽ cùng giao lưu chương trình văn hóa văn nghệ với các tỉnh thành, các địa phương và các liên chỉ quan họ. Xin được trân trọng gửi tới quý vị với chương trình làm việc ngày hôm nay. Và một điều quý vị sẽ cùng dành tặng những tràng vỗ tay để cùng chúc mừng gala về miền quan họ ngày hôm nay ạ. Chương trình ngày hôm nay có các quản trị viên và các hội viên của câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Sơn La. Quý vị chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và sau đây là phần tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với chương trình. Và trân trọng kính mời các quản trị viên của câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh sẽ cùng đến đón nhận. Và lãng hoa đầu tiên, trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc An, Chủ tịch Hội Rồng Vàng Việt Nam, cùng các bà phó chủ tịch, công phó bà chủ tịch sẽ cùng lên để chúc mừng. Vâng ạ, ông chủ tịch và các phó chủ tịch sẽ cùng lên chúc mừng các quản trị viên cũng như các hội viên của câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 của tỉnh Bắc Ninh. Để cùng chúc mừng câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh, và xin được thay mặt ban tổ chức cùng các ông chủ tịch cùng các phó chủ tịch của Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam và xin chúc mừng câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời lãng hoa của câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 thủ đô Hà Nội cũng lên chúc mừng cho chương trình. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, xin được mời các quản trị viên của Bắc Ninh và cùng chụp ảnh lưu niệm với câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh ạ. Ninh và cảm ơn câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 thủ đô Hà Nội. Những tình cảm vô cùng tuyệt, những gương mặt rạng rỡ, những cái bắt tay thật nồng ấm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của câu lạc bộ Rồng Vàng thủ đô Hà Nội dành tặng cho Bắc Ninh. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn các quản trị viên, các hội viên câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 của thủ đô Hà Nội đã dành tình cảm những lời chúc mừng tới chương trình gala về miền quan họ ra mắt câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn công bằng. Xin trân trọng cảm ơn câu lạc bộ Rồng Vàng thủ đô Hà Nội. Và kính mời thành phố Hải Phòng và ngày hôm nay cùng với các hội viên cũng có mặt để chung vui, để chúc mừng ông Nguyễn Quốc An và cùng cảm ơn các quản trị viên, các hội viên của câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 thành phố Hải Phòng. Tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng Bắc Ninh và cảm ơn câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Lạng Sơn với tình cảm và những lời chúc mừng đầy ý nghĩa dành tặng cho sự kiện ra mắt câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất dành tặng cho Bắc Ninh.
sau phần tặng hoa của Hà Giang thì xin được mời đoàn Phú Thọ, đoàn đất tổ Phú Thọ chuẩn bị ạ. Và quý vị bên dưới cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật rộn rã để cùng cảm ơn Lạng Sơn, cảm ơn Hà Giang và chúc mừng Bắc Ninh. Vâng, những dòng vàng Giáp Thìn 1964. Cảm ơn 1964 đất tổ Phú Thọ. Cho nên có lãng hoa tươi thắm. Sau phần tặng hoa của câu lạc bộ dòng vàng đất tổ Phú Thọ thì xin mời đoàn Linh Bình chuẩn bị ạ. Và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn ạ, thật giòn giã đi ạ. Để cùng chúc mừng Bắc Ninh và cảm ơn câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 đất tổ Phú Thọ với lãng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng. Câu lạc bộ dòng vàng tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời. Và sau phần tặng hoa của đoàn Ninh Bình, xin được mời câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn quê Bắc Nghệ An cũng chuẩn bị ạ. Và quý vị chúng ta cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn Ninh Bình và chúc mừng đoàn Bắc Ninh. Cho sự kiện ra mắt câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn Bắc Ninh. Và sau phần tặng hoa của đoàn quê Bắc Nghệ An thì xin được mời câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Phú Thọ chuẩn bị ạ. Quý vị cùng tặng những tràng vỗ tay thật lớn ạ để cùng cảm ơn quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng, xứ Nghệ thân thương trở về với vùng quê quan họ. Những câu ví câu dạo ngày hôm nay đã được lãng hoa tươi thắm và chúc mừng cho đoàn Bắc Ninh trong sự kiện ra mắt câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng cảm ơn công bà rất nhiều. Và tiếp theo xin được mời lãng hoa tươi thắm của đoàn đại biểu câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Phú Thọ về cùng chung vui và chúc mừng cho chương trình. Sau phần tặng hoa của đoàn Phú Thọ xin được mời đoàn Hòa Bình chuẩn bị ạ. Rất tuyệt vời ngày hôm nay sự có mặt của toàn thể quý vị vô cùng ý nghĩa đối với câu lạc bộ dòng vàng tỉnh Bắc Ninh. Và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn đoàn Phú Thọ và xin chúc mừng câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Cảm ơn những tình cảm vô cùng tuyệt vời của các thành viên dòng vàng Giáp Thìn 1964 ngày hôm nay. Những tình cảm vô cùng tuyệt vời và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, đoàn Yên Bái chuẩn bị ạ. Xin được cảm ơn thay mặt quản trị viên và các hội viên câu lạc bộ dòng vàng tỉnh Bắc Ninh, trân trọng cảm ơn quản trị viên và hội viên câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Hòa Bình với những tình cảm vô cùng nồng ấm. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Của hội dòng vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam cũng như các tỉnh thành, câu lạc bộ các tỉnh thành ngày hôm nay đã có mặt trong sự kiện gala về miền quan họ ra mắt câu lạc bộ dòng vàng tỉnh Bắc Ninh. Vâng, trân trọng cảm ơn các ông bà và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và tiếp theo xin được giới thiệu với lãng hoa tươi thắm, xin mời đoàn Quảng Ninh chuẩn bị ạ. Vâng, quý vị chúng ta hãy cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn ạ để cùng cảm ơn Thanh Hóa và chúc mừng Bắc Ninh. Vâng, tiếp theo chương trình xin mời đoàn Vĩnh Phúc chuẩn bị ạ. Vâng,
Vâng, tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì Quảng Ninh có mặt rất là đông, trong các bà, các quản trị viên, hội viên của vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn Quảng Ninh và chúc mừng Bắc Ninh. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu. Và ngày hôm nay thì các thành viên của các tỉnh thành đều có những trang phục, đồng phục rất đẹp. Và cảm ơn Vĩnh Phúc. Sứ Kinh Bắc ngày hôm nay, vâng ạ, những dòng vàng Sứ Kinh Bắc có mặt để cùng chúc mừng cho nhau. Chàng vỗ tay thật lớn, thật doan giá để cùng cảm ơn đoàn Bắc Giang và chúc mừng cho sự kiện ra mắt câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn công các bà rất nhiều. Vì chúng ta cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn, dành tặng cho người quan họ Bắc Ninh. Và tiếp theo xin trân trọng giới thiệu lá hoa tươi thắm của câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Tuyên Quang. Xin mời đoàn Hải Dương chuẩn bị ạ. Và quý vị, chúng ta cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Và cảm ơn đoàn và chúc mừng câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Xin mời lá hoa tươi thắm của câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Hải Dương. Và sau tuyệt vời và ngày hôm nay thì những lời chúc mừng, những nắng hoa rực rỡ vô cùng ý nghĩa để chúc mừng cho sự kiện ra mắt câu lạc bộ dòng vàng. Cảm ơn đoàn Hải Dương và chúc mừng Bắc Ninh. Xin trân trọng cảm ơn những dòng vàng của Hải Dương và chúc mừng cho Bắc Ninh. Và tiếp theo đây xin được mời lá hoa lên thắm của lông dòng vàng Giáp Thìn. Xin trân trọng kính mời công bằng. Vâng, sau phần tặng hoa của Hưng Yên thì xin mời đoàn Sơn La chuẩn bị ạ. Và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn để cùng cảm ơn đoàn Hưng Yên và chúc mừng đoàn Bắc Ninh. Trân trọng cảm ơn công an bà rất nhiều. Và tiếp theo xin được mời lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964. Những tình cảm vô cùng tuyệt vời, những cái bắt tay rất ý nghĩa ngày hôm nay. Và cảm ơn những người bạn của câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay dành tặng cho chương trình để chúc mừng cho Bắc Ninh. Và quý vị chúng ta, và chúc mừng đoàn Bắc Ninh. Và năm nay thì Điện Biên, quý vị chúng ta cùng vỗ tay lớn để cùng cảm ơn Quảng Bình ạ. Cảm ơn câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Quảng Bình với lãng hoa tươi thắm để chúc mừng đoàn Bắc Ninh. Với lãng hoa tươi thắm để chúc mừng Bắc Ninh. Và quý vị cùng vỗ tay lớn để cùng cảm ơn những tình cảm của câu lạc bộ dòng vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An cũng gửi lãng hoa tươi thắm để chúc mừng chương trình. Và xin được mời đoàn Bắc Ninh, vâng ạ, xin được mời các quản trị viên, các hội viên của dòng vàng Bắc Ninh sẽ đón nhận những tình cảm của nhóm Khánh Vân ở Nghệ An. Và quý vị cùng vỗ tay lớn để cùng chúc mừng. Đến với những giây phút vô cùng tuyệt vời, đó là những lời chúc mừng, những lãng hoa tươi thắm, những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười rạng rỡ của các vị đại biểu khách quý từ Hội Dòng Vàng Việt Nam và ông Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
cùng các quản trị viên, các hội viên câu bộ Dòng Vàng các tỉnh thành về cùng chúc mừng cho sự kiện ra mắt câu bộ Dòng Vàng Giáp Thìn tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức chương trình, thay mặt câu bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn ông chủ tịch, các phó chủ tịch, các quản trị viên, các hội viên của Dòng Vàng các tỉnh thành có mặt và chúc mừng cho đi ngày hôm nay, và xin một tràng vỗ tay lớn để cùng cảm ơn quý vị. Hôm nay tại nhà hàng Dolphin thành câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh giao lưu với chủ đề về miền quan họ với các bạn Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 trên toàn quốc. Thay mặt cho quản trị viên và các bạn trong câu lạc bộ Dòng Vàng 1964 tỉnh Bắc Ninh xin gửi lời chào mừng tốt đẹp nhất đến các quý vị đại biểu đã đến dự chương trình gala về miền quan họ. Thưa các bạn, câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh được ra đời ngày 13 tháng 7 năm 2023. Ban đầu gồm có 9 bạn tham gia. Tuy nhiên sau thời gian, số bạn tham gia thành lập câu lạc bộ vì nhiều lý do đã xin rút khỏi không tham gia. Bằng nỗ lực của các bạn còn lại đã vận động thêm một số bạn tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi. Đã có buổi họp tại thị xã Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi họp này đã có 12 bạn tham gia, đã bầu ra được quản trị viên lâm thời và các quản trị viên phụ trách các huyện, thị xã. Từ khi thành lập câu lạc bộ đến nay, câu lạc bộ đã tặng hoa và chúc mừng được 4 câu lạc bộ của 4 tỉnh. Đó là câu lạc bộ Dòng Vàng tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ Dòng Vàng tỉnh Thanh Hóa, câu lạc bộ Dòng Vàng tỉnh Tuyên Quang và câu lạc bộ Dòng Vàng Thăng Long thành phố Hà Nội. Nhân dịp ngày phụ nữ 20 tháng 10, câu lạc bộ đã tổ chức cho hội viên của câu lạc bộ đi thăm một số danh lam thắng cảnh của tỉnh, đó là chùa Phật Tích, lăng Kinh Dương Vương, tham quan cầu Kinh Dương Vương và đường mới Vĩnh Thành. Tổ chức chương trình gala sinh nhật của câu lạc bộ năm 2023, tổ chức thăm hỏi động viên các bạn trong câu lạc bộ ốm đau và thân nhân của hội viên mất. Và kết nạp mới tham gia vào câu lạc bộ, đến nay câu lạc bộ đã có 60 hội viên tham gia. Từ kết quả đạt được trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy thành lập câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 là sân chơi bổ ích, tạo niềm tin vui cho các bạn cùng trang lứa nhưng có nhiều điều kiện khó khăn và thử thách. Nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ và các quản trị viên, các bạn đang sinh hoạt trong câu lạc bộ từ chỗ ban đầu chỉ có 12 người tham gia, trải qua 6 tháng đã có 60 bạn tham gia. Đó cũng là sự minh chứng cho sự đoàn kết và phát triển của câu lạc bộ. Từ câu lạc bộ ra đời muộn so với các câu lạc bộ Dòng Vàng của cả nước, nhưng đến hôm nay chúng tôi có đầy đủ các yếu tố điều kiện cần thiết để gia nhập hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1964. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để ghi nhận những thành quả ban đầu của câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hoạt động của câu lạc bộ Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh không dừng lại ở đó. Trên con đường phía trước, câu lạc bộ cần phấn đấu nỗ lực hơn nữa để đạt được những kế hoạch, mục tiêu xây dựng câu lạc bộ đã đề ra, phấn đấu là một câu lạc bộ mạnh của hội Dòng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam và là sân chơi bổ ích lành mạnh cho các bạn trong câu lạc bộ. Thưa các bạn, chương trình gala về miền quan họ, chúng tôi mong muốn đem lại cho các bạn không khí thật là thư giãn mà còn là cơ hội để chúng ta gặp nhau, gắn kết hơn, xây dựng mối quan hệ và tăng cường sự hiểu biết về nhau
trên con đường khám phá và khám phá, chúng ta đã được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của các di sản văn hóa Bắc Ninh, được giao lưu gặp gỡ với liền anh, liền chị, liền quê quan họ, được sống trong tình cảm yêu thương của bạn bè cùng trang lứa. Những hoạt động thú vị đó đã tạo nên một liên kết rất đặc biệt, đó là tình bạn bè, tình người quan họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể quên rằng chuyến đi về miền quan họ này đòi hỏi mỗi bạn có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng và chu đáo, đó là sự đồng lòng và ủng hộ cho câu lạc bộ Rồng Vàng 1964 tỉnh Bắc Ninh, tạo nên một trải nghiệm thú vị và an lành cho các bạn, chính là sự đóng góp và nỗ lực không ngừng của các bạn rồng trên cả nước để chúng ta có một chương trình gala được trọn vẹn. Thưa các bạn, qua chương trình về miền quan họ là khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi này cùng các bạn. Những hình ảnh vui vẻ, tiếng cười, niềm hân hoan, những cái bắt tay đầm ấm sẽ còn mãi trong tâm trí của mỗi bạn. Thay mặt cho quản trị viên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn, những người đã đóng góp vào thành công của gala ngày hôm nay. Cuối cùng, thay mặt cho các bạn, câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh, xin cảm ơn bạn Quốc An, Chủ tịch Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam. Cảm ơn các bạn trong ban chấp hành Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964. Cảm ơn các bạn quản trị viên và các bạn hội viên Hội Rồng Vàng các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chúng tôi hy vọng rằng những kỷ niệm trong chương trình gala về miền quan họ là sự gắn kết với câu lạc bộ Rồng Vàng 1964 trên cả nước, sẽ truyền những cảm hứng và năng lượng tích cực của chúng ta trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tích cực duy trì tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đoàn kết xây dựng Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam với phương châm đoàn kết và phát triển. Trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Huyền, quản trị viên câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Và để tiếp theo chương trình, một sự kiện vô cùng trọng đại và ý nghĩa trong ngày hôm nay, đó là phần công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Và trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bà Quỳnh Thơ, Phó Chủ tịch Hội, sẽ lên công bố quyết định của Hội Rồng Vàng Việt Nam. Trân trọng kính mời bạn. Xin mời Chủ tịch Nguyễn Quốc An và các bạn Phó Chủ tịch cùng lên để trao quyết định cho Bắc Ninh ạ. Tôi được thay mặt được ban chấp hành là cử để thay mặt là ban chấp hành đọc quyết định công nhận câu lạc bộ Rồng Vàng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2024. Quyết định về việc công nhận ban chấp hành câu lạc bộ Rồng Vàng Bắc Ninh Giáp Thìn 1964. Ban chấp hành Hội Rồng Vàng Việt Nam Giáp Thìn 1964 căn cứ vào điều lệ của Hội Rồng Vàng Việt Nam Giáp Thìn 1964, căn cứ vào đề nghị của hội viên câu lạc bộ Rồng Vàng Bắc Ninh Giáp Thìn 1964, quyết định điều 1, công nhận câu lạc bộ Rồng Vàng Bắc Ninh Giáp Thìn 1964 là thành viên chính thức của Hội Rồng Vàng Việt Nam. Điều 2, công nhận ban chấp hành câu lạc bộ Rồng Vàng Bắc Ninh Giáp Thìn 1964 gồm 6 ủy viên với các chức danh như sau: bạn Nguyễn Ngọc Hiền, quản trị viên trưởng câu lạc bộ. Xin mời bạn Hiền lên ạ. Bạn Nguyễn Thị Minh, quản trị viên phó câu lạc bộ. Bạn Nguyễn Oanh, quản trị viên phụ trách thị xã Quế Võ.
huyện Yên Phong. Bạn Ngọc Anh, quản trị viên phụ trách huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn. Điều 3, các bạn ủy viên ban chấp hành có nhiệm vụ thực hiện theo đúng chức trách được phân công và đúng điều lệ của Hội Rồng Vàng Việt Nam. Thay mặt ban chấp hành Hội Rồng Vàng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Quốc An đã ký. Xin mời ban chấp hành, ban chủ tịch và các phó chủ tịch của Hội Rồng Vàng Việt Nam lên trao quyết định ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời chủ tịch và các phó chủ tịch của Hội Rồng Vàng Đắp Thìn Việt Nam ạ. Chúc mừng quản trị viên trưởng và các quản trị viên của câu lạc bộ Rồng Vàng Đắp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay, và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn giã để cùng chúc mừng sự kiện ra mắt của câu lạc bộ Rồng Vàng Đắp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh. Và trân trọng cảm ơn ông chủ tịch cùng các phó chủ tịch của Hội Rồng Vàng Đắp Thìn 1964 Việt Nam. Và để tiếp theo bác thì xin được mời ông Nguyễn Quốc An, chủ tịch Hội Rồng Vàng Việt Nam, dành tặng cho Bắc Ninh cũng như những lời chia sẻ. Quý vị đại biểu, kính thưa vị quý, thưa toàn thể các bạn, lần đầu tiên chúng Quốc An thay mặt các đồng chí, các bạn trong ban chấp hành gửi tới toàn thể hội trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và đoàn kết. Thưa toàn thể các bạn, Bắc Ninh là một đơn vị đầu tiên của tất cả Hội Rồng Vàng Việt Nam tổ chức ra mắt và gặp mặt đầu xuân. Sự hiện diện của tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước về đây là niềm vinh dự của Hội Rồng Vàng Việt Nam và cũng là niềm tự hào của câu lạc bộ Rồng Vàng Bắc Ninh. Quốc An hy vọng chúng ta mặc dù không phải là cùng một nhà nhưng cùng một đất nước, cùng con rồng cháu tiên, chúng ta mãi mãi yêu thương, đoàn kết, chia sẻ để Hội Rồng Vàng Việt Nam mãi mãi bền vững và phát triển. Trong tháng 3 năm 2024 là có Rồng Bắc Ninh và Rồng Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã ký. Ngoài ra từ nay đến hết tháng 6 là các tỉnh Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ là đăng ký. Và Quốc An rất mong là tất cả chúng ta sẽ ủng hộ các đơn vị mới tổ chức, chẳng hạn như Phú Thọ, Yên Bái là các bạn chưa bao giờ tổ chức, nên là cũng muốn các bạn sẽ tham gia để ủng hộ cho các bạn mới của mình. Một lần nữa, nhân dịp mùng 8 tháng 3 mặc dù đã qua đi, Quốc An đã chúc các bạn ở trên mạng, nhưng một lần nữa cho Quốc An xin chúc tất cả các bạn nữ ở đây mãi mãi trẻ đẹp, gia đình hạnh phúc, sống cuộc sống an nhàn để được xuân đa cánh cánh, hạ bảo bình an, thu túng tâm tai và đông linh đoàn phúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tỉnh Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam với những lời chúc mừng dành tặng cho Bắc Ninh, và quý vị cùng dành tặng những tràng vỗ tay lớn hơn nữa để cùng cảm ơn ông Nguyễn Quốc An ạ. Và tiếp theo thì xin được mời ông Nguyễn Ngọc Hiện, quản trị viên trưởng của câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh sẽ lên có những lời cảm ơn tới ông chủ tịch cùng các phó chủ tịch của hội, cùng toàn thể các quản trị viên, các hội viên của các tỉnh thành về cùng chúc mừng Bắc Ninh ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông ạ. Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam, thưa toàn thể các bạn, hôm nay trong không khí hân hoan và trân trọng này, chúng tôi rất vinh dự, xúc động và được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của bạn Nguyễn Quốc An, Chủ tịch Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam. Thay mặt cho các bạn trong câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh và các bạn quản trị viên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, trân trọng nhất đến các bạn trong ban chấp hành Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi được trưởng thành như ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các bạn, chúng tôi rất vinh dự và xúc động khi được ban chấp hành Hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam đã tin tưởng và trao trách nhiệm này cho quản trị viên của câu lạc bộ Rồng Vàng của tỉnh Bắc Ninh. Kể từ hôm nay, quản trị viên trong câu lạc bộ Rồng Vàng 1964 tỉnh Bắc Ninh
có những người được tín nhiệm bầu vào quản trị viên của câu lạc bộ luôn thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình. Để có được kết quả ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn để xây dựng một câu lạc bộ Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 tỉnh Bắc Ninh đoàn kết xây dựng và phát triển. Hôm nay tôi cũng được thay mặt cho các bạn quản trị và các bạn trong câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh xin nghiêm túc tiếp thu vào nội dung ý kiến chỉ đạo của bạn chủ tịch hội và các bạn trong ban chấp hành hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964. Với vai trò và trách nhiệm trong câu lạc bộ, chúng tôi xin hứa sẽ xây dựng và đưa câu lạc bộ Rồng Vàng 1964 tỉnh Bắc Ninh xứng đáng với các câu lạc bộ Rồng Vàng trên cả nước, tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất có thể để các bạn trong câu lạc bộ có một sân chơi bổ ích và lý thú. Nhân dịp đầu xuân mới, xin gửi tới bạn Quốc An và các bạn trong ban chấp hành hội Rồng Vàng Việt Nam chúc các bạn Rồng Vàng trên cả nước, các bạn hội viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội Rồng Vàng Giáp Thìn 1964 Việt Nam luôn đoàn kết, xây dựng, phát triển như lời quan họ. Hôm nay sum họp chúc mai tình trăng một khắc nghĩa dài trăm năm. Xin cảm ơn các bạn. Hội viên của hội Rồng Vàng các tỉnh thành ngày hôm nay về cùng chúc vui và chúc mừng cho sự kính thưa toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay. Vâng. Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hòa Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, đất tổ Phú Thọ, Sơn La. Vâng ạ, xin được mời các đơn vị tỉnh thành. Ông Quốc An cùng lên ạ. Các quản trị viên, đó là những người nam giới. Và ngày hôm nay thì các chị nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ, vâng, chúc các chị mãi mãi xinh tươi, đời đời hạnh phúc. Chúc các chị cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe, gia đình bình an. Và quý vị, chúng ta cùng vỗ tay thật lớn để chúc mừng, chúc mừng những người phụ nữ xinh đẹp một nửa thế giới phố. Và còn ở bên dưới khán phòng thì còn rất rất nhiều những người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta cũng đã đón nhận những lời chúc mừng. Những ngày hôm nay mình là Hoàng Ly, hôm nay mình rất vinh dự và tự hào được nói lên tâm tư tình cảm của mình. Lúc này đây mình đang rất xúc động trước tình cảm nồng ấm của các bạn nam dành cho chị em chúng mình. Và thật là tuyệt vời, câu lạc bộ Rồng Vàng Bắc Ninh đã mang đến cho chúng ta một buổi gala vui vẻ, thân mật, được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ đằm thắm trữ tình, mang đến cho chúng ta những tình cảm ấm áp, ngập tràn yêu thương. Trong giờ phút này đây, tôi cảm thấy rất xúc động, không biết nói gì nhiều, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới các đấng mày râu Rồng Vàng Việt Nam. Xin chúc cho các anh có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho chị em chúng ta luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, xinh đẹp. Chúc cho hội Rồng Vàng Việt Nam luôn đoàn kết, phát triển, thống nhất. Xin chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng. Toàn thể các bạn Rồng Vàng đã có mặt ở tại thành phố Bắc Ninh ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Tiến, câu lạc bộ Rồng Vàng tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay tôi đại diện cho ban tổ chức có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn Rồng Vàng trên cả nước đã tổ chức về đến Bắc Ninh ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp. Về công tác tổ chức ngày hôm nay, chúng tôi có nhiều sai sót, đấy cũng là một những phần của người tổ chức. Chúng tôi rất xin hãy lấy vì không gian hội trường nó hơi nhỏ. Các bạn sẽ theo thông cảm thì là khi đứng ra tổ chức chương trình này, tôi lại không nghĩ được rằng là được rất nhiều các bạn yêu quý đến dòng Bắc Ninh. Thế ra đầu tiên khi ban tổ chức chúng tôi tổ chức thì nghĩ khoảng độ là 250 bạn là cùng tôi, nhưng mà đến ngày hôm nay là được khoảng độ 320 bạn.
đấy cũng là một niềm vinh dự tự hào của những người dòng tuổi 1964 tỉnh Bắc Ninh, và qua đó cũng là có những thiếu sót. Chúng tôi mong tất cả các bạn hãy thông cảm và lượng thứ cho tất cả những gì chúng tôi chưa làm được tốt đẹp nhất để dành cho các bạn. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Ninh vốn trọng chữ duyên. Hôm nay lời cuối cùng, tôi thành thật thay mặt ban tổ chức xin lỗi tất cả những các bạn về những cái gì mà chúng tôi thực hiện chưa được như mong muốn của các bạn, nhất là các bạn phải ngồi ở ngoài hội trường. Vậy xin các bạn nhận thứ cho những con rồng Bắc Ninh. Xin cảm ơn.
mục rất đặc biệt của các đoàn, các tỉnh thành chung vui và chúc mừng cho sự kiện giải hát của bộ dòng vàng Giáp Thìn một số từ những vấn đề ngày hôm nay. Và tiếp sau đây xin mời quý vị sẽ cùng dành tặng những tràng vỗ tay và tới để cùng chào đón Phú Điều kết đoàn của bộ dòng vàng Giáp Thìn một số từ của tỉnh Hải Dương với phần vọng. Quý vị sẵn sàng nhá. Một, hai, ba, dô! Hai, ba, dô!